Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Dầu gió xanh hiệu con ó, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy của bạn. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Steven Trans Financial, tin mừng cho tất cả homeowners trên toàn quốc. Nếu quý vị cần tiền, chúng tôi sẽ giúp quý vị mượn thêm tiền từ căn nhà của quý vị với tiền lời rẻ nhất và lệ phí tốt nhất. Không rẻ nhất chắc chắn không phải là Steven Trần. 714-791-2222. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoan FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today cùng với Tyler Diệp và anh Dũng trong ngày hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023. Vẫn là một lời cầu chúc quen thuộc thưa quý vị, mong rằng chúng ta sẽ có một ngày thật an bình và rất nhiều sức khỏe. Xin kính chào Tyler. Xin chào Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Chắc là mời anh Dũng bước vô với bản tin trong phần này luôn. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì trước hết mở đầu bản tin này, chúng tôi mời quý vị theo dõi bản tin liên quan đến Hiệp hội Súng trường Quốc gia Hoa Kỳ, NRA đó, đã đệ đơn kiện liên bang để chống lại tiểu bang Maryland ngay sau khi mà thống đốc tiểu bang này phê duyệt các biện pháp kiểm soát súng mới vào ngày hôm qua thứ Tư. Trong lần ký dự luật thứ bảy với tư cách là thống đốc, thì thống đốc của tiểu bang Maryland là ông Westmore đã ký hai dự luật thành luật giới hạn những người có thể mang súng và những nơi nào có thể mang những khẩu súng đó. Đạo luật an toàn súng năm 2023 cấm những người được cấp phép mang súng, mang theo súng ở một số các khu vực nhất định như là các khu vực trường học hoặc là các cơ sở y tế. Ngoài ra thì một dự luật riêng biệt cũng đã được ký thành luật giới hạn những người có thể xin giấy phép mang theo vũ khí giấu kín và thống đốc gọi chúng là luật súng thông thường. Ông Moore nói rằng luật thông thường để bảo đảm rằng một người không thể mang súng vào các khu trường học, các khu bệnh viện hoặc là văn phòng chính phủ. Luật thông thường để bảo đảm rằng nếu quý vị là những người có bệnh tâm thần hoặc là có tiền sử hành vi bạo lực thì quý vị không thể nhận được cái việc là sẽ cấp cho một khẩu súng bất kỳ cho dù là quý vị có mua nó. Ngay sau khi ký đạo luật an toàn súng năm 2023 thì NRA đã đệ đơn kiện liên bang chống lại tiểu bang Maryland và nói rằng cái luật súng mới của tiểu bang này là vi hiến một cách trắng trợn. Ông Ruther là đại diện cho NRA đã nói các vấn đề được đưa ra bởi vụ kiện này chắc chắn sẽ mang một cái sắc thái để chứng tỏ cho mọi người rằng chúng tôi làm đúng theo hiến pháp. Trong vụ kiện này thì những người ủng hộ quyền sử dụng súng cho rằng luật súng mới của Maryland có các hạn chế vi hiến đối với việc người dân Maryland tuân theo luật pháp có giấy phép mang theo để có thể thực hiện quyền hiến định được sửa đổi, cái quyền hiến định theo tu chính án thứ hai số 2 của họ và ở bên ngoài nhà của họ. Thưa quý vị, trong tuần này thì người đứng đầu cơ quan văn khố quốc gia hay lưu trữ quốc gia đã có một cuộc điều trần bí mật với lại Ủy ban Tình báo của Quốc hội. Và trong cái cuộc mà gọi là điều trần này thì cơ quan này cho biết rằng là tất cả các chính quyền hay là những đời tổng thống kể từ tổng thống Ronald Reagan đều đã có những sai sót hay là lỗi lầm liên quan đến việc mà họ xử lý những hồ sơ mật sau khi cái người tổng thống đó rời tòa bạch ốc. Thì đây cũng không phải là một cái chuyện gì lạ. Nói chung rằng là tất cả đời tổng thống từ ông Reagan cũng đã cố tình hay là lỡ lấy đi hay là lưu giữ một số các văn kiện mà họ không nên giữ. Cái đó là cái điều kết luận đầu tiên. Kết luận thứ hai rằng là cũng dựa theo một số các nguồn tin ẩn danh cho CNN biết rằng là cựu tổng thống Donald Trump là người mà đã cố tình phớt lờ đi yêu cầu của cơ quan lưu trữ quốc gia khi mà cơ quan này phát giác ra một số các văn kiện cần phải được trao trả lại cho chính phủ. Có thể là những đời tổng thống khác khi mà họ biết được rằng là họ đã giữ một số văn kiện một cách phi pháp thì sau khi mà yêu cầu họ đã trả lại những văn kiện đó. Còn ông Trump thì ngược lại, hình như là ông Trump lại thích giữ một số cái văn kiện mà ông không có thẩm quyền để mà giữ. Và cơ quan này cho biết là có ít nhất 16 trường hợp mà ông Trump đã phớt lờ đi yêu cầu của văn phòng lưu trữ quốc gia
để mà trả lại những hồ sơ đó. Liên quan đến luật chống phá thai, thưa quý vị, thì Hạ viện của tiểu bang South Carolina ngày hôm qua đã thông qua lệnh cấm phá thai đến 6 tuần gây tranh cãi vào cuối chiều ngày hôm qua. Các nhà lập pháp của tiểu bang South Carolina đã dành 2 ngày để mà tranh luận một cách gay gắt về cái luật này. Lệnh cấm này do đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ xoay chung quanh cái thời điểm khi mà nhịp tim của thai nhi được phát hiện, thường thường là khoảng 6 tuần sau khi mang thai. Đây là cái thời điểm mà trước khi nhiều phụ nữ biết là mình đang mang thai. Thượng viện của South Carolina đã thông qua phiên bản đầu tiên của dự luật này vào hồi tháng 2. Và bây giờ thì nó lại được đưa trở lại Hạ viện để được xem xét. Tối cao pháp viện của tiểu bang đã hủy bỏ một đạo luật nhịp tim trước đó vào hồi tháng Giêng. Và các nỗ lực nhằm thông qua các hạn chế hơn nữa đối với việc phá thai cũng đã thất bại vào hồi tháng 4, khi mà Thượng viện tiểu bang không thông qua đạo luật bảo vệ mạng sống con người. Dự luật này trước đó đã được thông qua tại Quốc hội và bao gồm một số các trường hợp ngoại lệ đối với các vụ cưỡng hiếp hoặc là loạn luân. Dự luật phá thai mới nhất của South Carolina được đưa ra khi mà các luật sư của thành viên Cộng hòa ở tiểu bang láng giềng North Carolina đã bác bỏ quyền phủ quyết của thống đốc đối với lệnh cấm phá thai 12 tuần của họ vào ngày thứ ba. Thưa quý vị, công ty Walgreens cho biết rằng là công ty này đã có một cái cuộc hòa giải ngoài tòa hay là một vụ điều đình pháp lý với thành phố San Francisco trong cái trách nhiệm của công ty Walgreens về việc rằng là nhiều cư dân ở tại San Francisco đã bị dùng thuốc quá liều hay là bị overdose bởi những loại thuốc mà gọi là dễ gây nghiện như là thuốc opioid. Trong ngày thứ tư hôm nay, các giới chức của thành phố San Francisco và Walgreens đều cho biết rằng là công ty Walgreens sẽ phải bồi thường 230 triệu Mỹ kim để mà hòa giải một vụ kiện dân sự cáo buộc rằng là hệ thống Walgreens ở tại San Francisco phải chịu trách nhiệm cho cái việc khủng hoảng opioid, là người ta dễ dàng tiếp cận với loại thuốc này và khi mà họ thường xuyên mà họ tới họ lấy đó thì họ đã bị nghiện và họ cứ phải tới thường xuyên nghiện, và khi mà càng dùng thuốc này nhiều thì cái nguy cơ overdose nó rất là cao. Trong một phán quyết trước đây của một thẩm phán liên bang có trụ sở tại San Francisco thì công ty này cũng đã bị cáo buộc là trong vòng 15 năm qua đã thất trách trong việc coi như là phê duyệt những toa thuốc có opioid một cách đàng hoàng, cho dù rằng là đã có nhiều dấu hiệu khi mà người ta cầm cái toa bác sĩ đi vô là người ta đang lạm dụng thuốc. Vì vậy cho nên rằng là Walgreens phải chịu bồi thường dù rằng là họ không có xin lỗi và cũng không có thừa nhận là sai. Cái cuộc hòa giải ngoài tòa này nó cũng sẽ tránh cho bên Walgreens gặp thêm nhiều chi phí pháp lý khác. Lãnh đạo đảng Tiến Lên của Thái Lan, ông Pita Lemcharoenrat, đang đảng được đã giành được số ghế cũng như là số phiếu phổ thông cao nhất trong cuộc bầu cử diễn ra tại Thái Lan vào ngày Chủ nhật vừa qua, cho biết là đảng này đã đi đến thỏa thuận để đạt được một liên kết với 7 nhóm khác để có thể thành lập một liên minh, thành lập tân chính phủ ở tại Thái Lan. Ông Pita Lemcharoenrat đã đưa ra các thông báo trong một cuộc họp báo vào ngày hôm nay thứ Năm theo giờ địa phương, nơi ông nói thêm rằng các đảng đang cùng nhau giành được đa số 313 phiếu tại Hạ viện của Quốc hội Thái Lan. Và ông ấy đã gặp một số các nhân vật chủ chốt vào chiều ngày hôm qua trước khi mà đưa ra cái thông báo này. Lãnh đạo đảng Tiến Lên của Thái Lan, 42 tuổi, cho biết là liên minh này đang làm việc để có thể hình thành một biên bản ghi nhớ giữa các bên. Và điều này sẽ được trình bày vào tuần tới, vào khoảng ngày 22 tháng 5. Liên minh này hiện cần giành được đa số ở cả lưỡng viện Quốc hội Thái Lan nhằm bầu ra thủ tướng và đồng thời thành lập một chính phủ thay thế cho chính phủ quân nhân hiện nay. Ông đã giành được số ghế và số phiếu phổ thông cao nhất trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày Chủ nhật và cho biết rằng đảng của ông sẽ thành lập và đang tiến tới một số các thỏa thuận chi tiết hơn qua cái bản ghi nhớ đã được ký. 7 đảng này thì gồm có đảng Tiến Lên, đảng Phiêu Thái của cựu thủ tướng Thaksin và đảng Thái Sang Thai, đảng Prachachat
đảng Seri Ruam Thai, đảng Phiêu Thái Ruam Palang và đảng Palang Mới và đảng Plung Sukhon Mai là 7 đảng tất cả để thành lập cái liên minh mới này. Cái phát âm tiếng Thái của anh Dũng giỏi hơn tôi nhiều. Nhưng mà khi mà anh phát âm nghe nó rất là chuẩn. Tại vì nó giống giống tiếng Việt, tôi bắt chước cái âm thôi chứ tôi không bắt cho âm chuẩn đâu. Tôi nghe tôi bắt chước người ta thôi đó. Cái chữ Thái là cái chữ mà khó phát âm nhất, tại vì nó rất là dài. Nó giống giống tiếng Việt Nam bỏ dấu vô chút. Ừ, làm bộ bỏ dấu vô chút nó giống. Thưa quý vị, trở lại với vấn đề trần nợ hay là nợ công của chính phủ Mỹ. Dù rằng là thời hạn sắp tới, chúng ta vẫn chưa có được những cái thỏa thuận chính thức khi mà Tổng thống Biden đang có mặt ở tại Nhật Bản để mà tham dự hội nghị G7, thì ngay ở tại nội cảnh của Hoa Kỳ, một số đảng viên đảng Cộng Dân Chủ ở tại Quốc hội muốn thúc đẩy là Tổng thống nên cân nhắc việc kích hoạt tu chính án thứ 14 cho phép ông đơn phương tăng trần nợ. Nhưng vấn đề này chưa được đưa ra tòa án để mà xét xử, và cũng chưa có Tổng thống nào sử dụng tu chính án thứ 14 để mà thực hiện điều này. Tu chính án thứ 14 quy định rằng là Hoa Kỳ không thể nào mà có cái vấn đề mà gọi là vỡ nợ hay là không có trả tiền nợ cả. Nhưng cũng theo một số các văn bản khác ở trong hiến pháp, vấn đề chuẩn chi ngân sách, vay nợ hay là vay tiền là đều phải do Quốc hội đứng ra phê chuẩn. Thì vì tu chính án thứ 14 chưa bao giờ được sử dụng, cho nên là người ta cũng hơi hoài nghi rằng là nếu việc này được sử dụng đó, thì ra kiện tụng tòa án nó sẽ kéo dài bao lâu, và liệu nó có được giải quyết trước 1 tháng 6 hay không. Trở lại với bản tin kế tiếp, thưa quý vị. Hiện nay đó, thì theo một cái nghiên cứu mới nhất, người ta cho biết rằng ngày càng có nhiều các thương hiệu sản xuất đồ mà quần áo thể thao bị phát hiện là có chứa một cái hàm lượng cao các loại hóa chất độc hại, người ta viết tắt là BPA. BPA hay là cái tên là nguyên của nó là bisphenol, là một hóa chất được sử dụng để sản xuất trong một số các cái loại nhựa. Nó có liên quan đến các tình trạng sức khỏe, như là nó có thể tạo ra những cái dị ứng về mặt hen suyễn, về bệnh tiểu đường, về bệnh tim, về ung thư, về béo phì và rối loạn cương dương. Đó là cái hậu quả của cái loại hóa chất này, bisphenol. Trung tâm Sức khỏe Môi trường cho biết là họ đã gửi một cái thông cáo pháp lý đến 8 thương hiệu sản xuất hàng thể thao. Và sau khi đã lên một cái các cuộc kiểm tra cho thấy rằng các cái loại trang phục mà các hãng thể thao này sản xuất có thể khiến cho người mặc của nó tiếp xúc với cái lượng BPA gấp 40 lần so với cái tiêu chuẩn an toàn. Đó là theo tiêu chuẩn đặt ra ở tại California, nơi mà liều lượng tối đa cho phép khi tiếp xúc với da là 3 microgram mỗi một ngày. Các thương hiệu mới được thử nghiệm và các sản phẩm của họ bao gồm quần legging của các vận động viên, của các nhà vô địch, được sản xuất ở tại các cửa hiệu như là Kohl's, hệ thống chợ Kohl's, Nike và Patagonia. Patagonia là một cái hiệu sản xuất đồ thể thao rất là lớn. Ngoài ra, các loại áo lót thể thao từ Sweaty Betty cũng có chứa cái chất này. Áo thể thao hoặc là các cái quần short từ các cái hãng sản xuất như là Adidas, là Champion và Nike cũng có cái hàm lượng của cái chất này, nó cao hơn mức bình thường. Và đó là một cái lời cảnh báo của các chuyên gia y tế, và chắc chắn là họ cũng đã đưa gửi những cái thư cảnh báo đối với các cái hãng sản xuất này. Thưa quý vị, và sau đây là hình ảnh của một nhóm phóng viên CNN được tháp tùng lên trên một trong những chiếc tàu chở ngũ cốc cũng như là lương thực từ các bến cảng tại Ukraine sang những nơi tại Bắc Phi và Trung Đông. Nếu quý vị còn nhớ là đây, quý vị đang thấy đây là một cái bến cảng ở tại Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực khắc hại. Tầm quan trọng của bến cảng này nhìn vô thì nó rất là tầm thường, nhưng đây là một trong những bến cảng quan trọng nhất trên thế giới hiện nay trong việc gọi là điều đình để bảo đảm rằng là lương thực từ Ukraine có thể được chuyển đi những nơi mà cần thiết. Khi mà phóng viên của CNN lên chiếc tàu này thì họ nói rằng là chiếc tàu đó đang chở khoảng 26.000 tấn lúa mạch trên đường đến những nơi mà nó cần đến. Và khi mà vô cái tàu này đó thì họ thấy rằng là có những thanh tra khác nữa để mà bảo đảm rằng là chiếc tàu này chỉ chở những thứ như là ngũ cốc hay là lúa mì thôi,
chứ không được chở những thứ mà gọi là không nên hay là không được phép chở đi, ví dụ như là vấn đề thiết bị quân sự hay là một số mặt hàng khác. Thì trên những chiếc tàu này nó đang đi qua một cái khu vực mà hiện nay đang gặp nhiều căng thẳng. Chắc quý vị biết rằng là một cái hạm đội hải quân của Nga cũng đang đóng ở tại khu vực khắc hải. Chỉ cần họ nghĩ rằng là tàu nào mà chở những đồ nghi ngờ thì họ có thể đến để mà kiểm soát, vân vân. Mà nói chung rằng là đây là một cái thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra chủ tọa để mà bảo đảm rằng là lương thực do Ukraine trồng trọt hay sản xuất đó đưa đến những nơi cần thiết để thế giới không gặp một cuộc khủng hoảng lương thực. Một bản tin liên quan đến thiên văn, thưa quý vị, thì các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một ngoại hành tinh có kích thước khoảng kích thước của trái đất và nó nằm ở phía bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Và hành tinh này có thể được bao phủ bởi rất nhiều các ngọn núi lửa còn đang hoạt động và nó có khả năng là hỗ trợ sự sống. Hành tinh này được đặt tên là LP-791. Chúng tôi xin rút gọn tại vì cái mã số của nó rất là dài. Hành tinh này có thể trải qua các vụ phun trào núi lửa thường xuyên giống như mặt trăng của sao Mộc Tinh, của Mộc Tinh. Và đây là một cái thiên thể hoạt động núi lửa mạnh nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Cái ngôi sao này thì nó nằm ngoài hệ mặt trời. Hành tinh này lần đầu tiên được báo cáo ở trên tạp chí Nature và nó khám phá này có thể thực hiện một phần nhờ vào các quan sát trên mặt đất do Trung tâm Vật lý Thiên văn của Trường Đại học Harvard và Viện Smithsonian cùng chủ trì. Hành tinh này quay quanh một ngôi sao lùn đỏ nhỏ cách chúng ta khoảng 90 năm ánh sáng trong một chòm sao nằm phía nam có tên là Miệng Núi Lửa. Các khoa học gia nhóm nghiên cứu phát hiện ước tính nó chỉ lớn hơn và nặng hơn trái đất một chút thôi. Và nó bị khóa cái chiều, nó không có quay như trái đất được. Và dĩ nhiên như vậy thì nó một mặt thì nó sẽ đối diện với ánh sáng thường xuyên và một mặt nó sẽ là một cái mặt tối thường xuyên. Mặt đối diện sáng của nó có lẽ là để quá nóng để có thể các chất lỏng được tồn tại trên đó. Nhưng các khoa học gia đang nghi ngờ rằng cái phía mặt tối của hành tinh này thì có thể là cái nơi mà nó chứa được những cái bầu khí quyển vì nó có thể chứa nhiều cái chất lỏng ở trên đó. Thì đó là những cái nhận định mới của nhóm khoa học gia này và người ta vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu thêm các cái hoạt động của nó. Thưa quý vị, Tổng thống Biden đã có mặt ở tại Nhật Bản vào sáng sớm ngày hôm nay thứ Năm theo giờ địa phương để mà củng cố các quan hệ đồng minh của Hoa Kỳ nhằm đối trọng lại cái sức ảnh hưởng quân sự cũng như là kinh tế, tham vọng quân sự và kinh tế của Trung Quốc. Trong hình thì quý vị đang thấy là Tổng thống Biden đã gặp gỡ Thủ tướng Nhật Fumio Kishida coi như là một ngày trước cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G7 sẽ được tổ chức tại thành phố Hiroshima. Ông Biden vẫn nhấn mạnh cái quan hệ gần gũi và chiến lược giữa Nhật và Hoa Kỳ. Ông cũng nhắc đến rằng là trong nhiều năm gần đây, quan hệ này và những sự hợp tác của hai bên nó bao gồm luôn kể cả những vấn đề như là công nghệ, kỹ thuật và nhiều vấn đề khác, ví dụ như là cũng như sản xuất những loại chip bán dẫn semiconductor. Ông Biden cảm ơn Thủ tướng Kishida đã đứng ra để mà chủ tọa cái cuộc họp thượng đỉnh của nhóm thất cường, và ông nói là ông hy vọng là trong những ngày đến đây sẽ có được những cái thỏa thuận đáng kể để bảo vệ các đồng minh của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và ông nói rằng là đáng tiếc không có thể ở lâu ở tại khu vực này vì phải về Mỹ lại để mà kết thúc cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề trần nợ. Ba nhân vật tự xưng là những người tố giác hay là những cái whistleblower của cơ quan FBI là những người tự cho mình là những cái nhân vật chủ chốt của câu chuyện mà Đảng Cộng Hòa đang lên tiếng tố cáo rằng lực lượng FBI được trang bị vũ khí chống lại những người bảo thủ sẽ xuất hiện trước một ủy ban điều trần của Hạ viện vào ngày hôm nay thứ Năm. Đây là một diễn biến mới nhất của vụ điều tra của Chủ tịch Tư pháp Hạ viện ông Jim Jordan về các cáo buộc là có phân biệt đối xử và có sự thiên vị ở trong lực lượng FBI. Phiên điều trần này diễn ra một ngày sau khi mà lực lượng FBI cho biết là họ đã thu hồi giấy phép an ninh của ba đặc vụ đã tham dự vào cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ, hoặc là
có tán thành các giả thuyết khác về vụ tấn công vào điện Capitol theo một lá thư mà lực lượng FBI đã gửi cho tiểu bang kể trên. Ít nhất trong hai trong số những vụ đặc vụ này là Marcus Allen và Steve Friend thì nằm trong số những cá nhân sẽ ra làm chứng trước hội đồng, trước ủy ban này vào ngày hôm nay thứ năm. Ông Jim Jordan đã tuyên bố những cái điều này và cho biết trong một cuộc họp báo trước phiên điều trần là ông ấy không ngạc nhiên khi mà FBI đã thu hồi giấy chứng nhận an ninh của hai trong các cá nhân ra làm chứng trong cuộc điều trần ngày hôm nay. Phiên điều trần kia diễn ra khi mà các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang tìm cách gia tăng áp lực lên phụ tá giám đốc điều hành nhân sự của cơ quan FBI, bà Jennifer Lee Moore, sau một cuộc phỏng vấn tình nguyện đầu tiên của bà ấy theo một lá thư được cung cấp riêng cho đài CNN. Đảng Cộng hòa đã tuyên bố rằng bà Moore là một phần của cuộc thanh trừng các nhân viên FBI có quan điểm bảo thủ và việc đưa ra trác đòi hầu tòa cho bà ấy là hợp lý vì bà ấy đã từ chối trả lời một số các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với cái cuộc điều trần này. Chắc chắn đây là những cái điều mà các cái diễn biến của nó người ta sẽ chú tâm theo dõi trong những ngày sắp tới. Thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong phần này là tin thống đốc Florida ông Ron DeSantis dự trù sẽ chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống vào tuần tới dựa theo hai nguồn tin từ đảng Cộng hòa ẩn danh chia sẻ với CNN. Ông Ron DeSantis sẽ chính thức đệ đơn làm giấy tờ với ủy ban bầu cử của liên bang tuyên bố cái cuộc tranh cử của ông và sau đó ông sẽ phát biểu và tuyên bố tranh cử tại một cái sự kiện tập hợp ở thành phố Dunedin, tiểu bang Florida. Và sau đó khi mà giấy tờ được nộp vô, ông Ron DeSantis sẽ có thể chính thức gây quỹ vào một cái quỹ tranh cử tổng thống và sẽ không còn gọi là đi du thuyết để mà bán hồi ký nữa. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, những tiết lộ mới nhất từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith liên quan đến việc giải quyết hồ sơ mật của cựu Tổng thống Donald Trump càng làm sâu sắc thêm cảm giác là một thời điểm chính trị nghiêm trọng đang tiến đến gần. Trong một bản báo cáo độc quyền dường như chỉ ra các yếu điểm cốt lõi trong trường hợp cựu Tổng thống Trump, nó đang củng cố một cái khả năng là ứng cử viên tổng thống năm 2024 đang gặp vô số rắc rối pháp lý. Đây là cái lời mở đầu của bài báo của CNN viết liên quan đến cái tin tức mà chúng ta đã theo dõi một hai ngày vừa qua. Tờ báo viết tiếp, bằng chứng khả dĩ cho thấy cựu tổng thống biết rằng tuyên bố của ông ấy rằng ông có thể đơn giản giải mật tài liệu theo ý thích là sai, làm nổi bật niềm tin đặc trưng của ông ấy rằng luật pháp và quy tắc ứng xử của cựu tổng thống không áp dụng cho riêng ông ấy. Đây là yếu tố khiến cho nhiệm kỳ tại tòa Bạch Ốc của ông trở thành phép thử hàng ngày đối với nền dân chủ và hệ thống lập pháp của Hoa Kỳ và có thể trở nên gay gắt hơn nếu như ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Đây là một bài phân tích mang rất nhiều tính kỹ thuật ở trong đó và liên quan đến nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ cần theo dõi là để xem liệu những cái điều mà cựu tổng thống đã từng tuyên bố trong cái cuộc trực thoại diễn ra do CNN tổ chức vào tuần trước nó có xứng hợp với những lời mà tổng thống đã nói trước đó hay không. Với những cái việc là chẳng hạn như ông nói anh tôi chỉ cần việc suy nghĩ tới nó đã được giải mật rồi, hoặc là những cái điều mà ông nói là một khi mà ông đã mang ra khỏi tòa Bạch Ốc thì những hồ sơ tài liệu này đã được giải mật. Chúng ta cùng theo dõi với các nhận định và phân tích với Thái Lê Diệp sau đây. Thưa quý vị, một số tin tức rò rỉ ra ngoài cho thấy rằng là cơ quan lưu trữ quốc gia có kế hoạch để mà đưa lại cho công tố viên đặc biệt Jack Smith khoảng 16 văn kiện chứng minh rằng là cựu tổng thống Donald Trump có đầy đủ những thông tin và kiến thức về cái quá trình mà một người đương kim tổng thống có thể sử dụng để mà giải mã những hồ sơ mật. Có nghĩa rằng là họ có 16 cái văn kiện hay là 16 các bằng chứng khác nhau để chứng minh rằng là ông Trump lúc tại chức đã biết đến cái thủ tục hợp pháp để mà giải mã những hồ sơ mật nếu mà ông muốn. Thì nếu 16 lần trong thời tại chức mà ông đã biết được cái thủ tục đi để mà giải mã những hồ sơ này mà ông không làm đó,
thì cái lập luận mà ông Trump thường xuyên đưa ra ở trên các cuộc phỏng vấn truyền thông rằng là tôi là tổng thống, hay mà tôi nghĩ cái tờ giấy đó nó được giải mã, giải mật, là cái tờ giấy đó nó được giải mật. Nhưng chúng ta biết là cái sự thật nó không phải là như vậy. Và cơ quan này sẽ có những bằng chứng để mà chứng minh rằng là có thể là trong 16 lần ông Trump đã được cập nhật, đã được trình bày về những cái quy tắc hay là cái thủ tục để làm sao mà giải mật những hồ sơ này nếu mà ông muốn. Nhưng chắc là ông không làm như vậy. Và cũng theo CNN thì những cái diễn biến mới nhất này là những diễn biến không có lợi trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith nhắm vào việc mà ông Trump đã xử lý hồ sơ mật một cách không thỏa đáng sau khi mà rời tòa Bạch Ốc. Đó là cái sự phân tích mới nhất của CNN. Thì họ sau đó thì họ còn nhắc đến nhiều chuyện lắm, ví dụ như là cái chuyện lợi hại của một vị cựu tổng thống mà bị truy tố với những đạo luật liên quan đến đạo luật mà gọi là gián điệp của quốc gia đó. Thì cái chuyện mà gọi là nó đúng hay sai thì chắc để dành một chương trình khác. Nhưng cái trọng tâm của cái phần này mà nói rằng là càng ngày lại có thêm những bằng chứng cụ thể và rõ ràng là chứng minh rằng là ông Trump biết sai nhưng vẫn không đi đúng theo những nội quy đó và vẫn cố tình lấy đi những hồ sơ này, dù rằng ông thừa biết cái thủ tục để mà giải mật những hồ sơ văn kiện bí mật mà ông muốn lấy đi theo. Cái câu hỏi là liên quan đến cái vấn đề tác động chính trị của việc truy tố cựu Tổng thống Trump đã xuất hiện kể từ khi bản cáo trạng của ông trong vụ án đang bị công tố viên quận Manhattan, ông Alvin Bragg truy tố, dường như đã làm gia tăng cái mức độ nổi tiếng của ông trong cuộc đua đề cử vào cho đảng Cộng Hòa. Và điều này cũng khiến cho các đối thủ tiềm năng của ông cho vị trí cao nhất lên án hành động này là bị chính trị hóa. Tờ CNN, bài nhận định của CNN đã viết tiếp, và nó sẽ làm phức tạp thêm nhiều nỗ lực của chính họ nhằm đánh bại cựu tổng thống. Vụ việc này tập trung vào các cáo buộc vi phạm về các sổ sách kế toán, cũng là một vụ phức tạp để có thể đưa ra một lập luận để nhằm thuyết phục hàng triệu người Mỹ rằng cựu tổng thống đang được giải quyết một cách bất công hoặc là công bằng, tùy theo suy nghĩ của từng người. Một ẩn số lớn của chiến dịch tranh cử tổng thống hiện tại là liệu trong tương lai và nhiều cáo trạng tiếp tục như vậy, có tiếp tục khuyến khích cựu tổng thống và khiến những cử tri dễ thuyết phục rằng ông ấy đang bị nhắm mục tiêu không công bằng hay không, hoặc nó có thể khiến cho chiến dịch của cựu tổng thống chìm vào vực thẳm của trách nhiệm pháp lý và hình sự. Đây là một câu hỏi và chắc chắn ít người có thể giải đáp được. Và chúng ta cũng chờ xem các cái diễn biến tiếp theo khi mà ngày càng nhiều cái vụ kiện hoặc là các cái sự kiện liên quan đến tất cả những cái việc mà cựu tổng thống Donald Trump đã dính líu vào trong những ngày sắp tới thì nó còn sự diễn biến như thế nào. Từ đây cho đến ngày bầu cử năm 2024 còn rất dài và chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều các diễn biến liên quan đến vấn đề vừa nêu. Cảm ơn sự phân tích của Tyler Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Dầu gió xanh hiệu con ó, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy của bạn. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Steven Trans Financial, tin mừng cho tất cả homeowners trên toàn quốc. Nếu quý vị cần tiền, chúng tôi sẽ giúp quý vị mượn thêm tiền từ căn nhà của quý vị với tiền lời rẻ nhất và lệ phí tốt nhất. Không rẻ nhất chắc chắn không phải là Steven Trần. 714-791-2222. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Bạn có nhớ không? Khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá, thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.
Bạn đang cần chiếc loa karaoke nhỏ gọn, mạnh mẽ, giá rẻ, thiết kế cực đẹp và có thể mang đi khắp nơi với pin tích hợp. Loa karaoke sách tay Tamon S1 chính là lựa chọn của bạn. Công suất 2000W max, 3 đường tiếng, 2 microphone pin siêu bền bỉ, có thể thâu giọng hát của bạn, echo reverb cực hay. Nhiều cổng kết nối như HDMI, Bluetooth, USB. Tamon S1 đang có giá ưu đãi rất tốt cho khách hàng Việt Face TV. Chỉ với 799 đồng, bạn sở hữu chiếc loa All-in-One cao cấp nhất hiện nay, nhiều màu sắc lựa chọn, giá hơn và cung cấp thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. 407-704-6970. Để đến với DMJ Gems kim cương nhân tạo Lab Grown Diamond và Moissanite 3D Arizona, DMJ Gems chuyên cắt kim cương nhân tạo có giấy giám định quốc tế như là GIA và IGI. Chúng tôi chuyên bán sỉ và lẻ, đặc biệt kim cương thiên nhiên, và chúng tôi có đủ loại hình dạng và đủ màu sắc cho các loại kim cương như Lab Diamond, Natural Diamond và Moissanite. Chúng tôi bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không đẹp như kim cương thiên nhiên. DMJ Gems đang sell toàn Moissanite 3D Arizona made in USA, hiệu Forever One và Mint Forever, 1 carat nước DFL Super Super Ideal cut 500 nhĩ kim, Lab Grown Diamond hiệu IGI và GIA, 1.17 carat nước D, VVS1 Ideal cut 1500 nhĩ kim, GIA 2500 nhĩ kim, 2 carat nước E, VVS2 Ideal cut 1900 nhĩ kim, GIA 4200 nhĩ kim. Xin gọi DMJ Gems 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ Gems, free shipping, free refund, giá wholesale và đang cần đại lý trong và ngoài nước. Website DMJ Gems. Trong lĩnh vực địa ốc, khi quý vị đi mua nhà, bán nhà hoặc tái tài trợ, thường thì quý vị sẽ chọn người thân quen để giúp cho quý vị. Nhưng quý vị có thật sự hài lòng hay không? Nếu quý vị chọn Steven Trần Financial Service, chắc chắn lời nói của chúng tôi sẽ đi chung với bản hợp đồng và quý vị sẽ thật sự hài lòng về sự phục vụ của chúng tôi. Tiền lời rẻ nhất, bởi vì không rẻ nhất không phải là Steven Trần. Hãy gọi ngay 714-791-2222. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoan đã tạo ra mỹ phẩm dùng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám lên mũi xài đi, mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng mất một viên một không đào nhức cái gì, không cần trồng đỡ nữa, cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. Chị Hoàng will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.